Chúng ta không thể làm cho thời gian dừng lại, nhưng liệu chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa da? Đáp án nằm trong các sản phẩm của Meso Aesthetic. Thành lập vào năm 1984, tập đoàn dược phẩm Meso Aesthetic luôn chú trọng đến việc mang lại những dịch vụ chất lượng cũng như những giải pháp thực sự hiệu quả cho lĩnh vực thẩm mỹ chuyên nghiệp. Nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm luôn được ưu tiên hàng đầu tại tập đoàn dược phẩm Meso Aesthetic, một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực dược thẩm mỹ. Để giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, chúng tôi đã không ngại đầu tư 40% lợi nhuận mỗi năm vào các nghiên cứu sinh học nhằm phát triển ra những công thức hoàn thiện nhất. Phản ánh sự phát triển và lớn mạnh không ngừng, tập đoàn dược phẩm Meso Aesthetic đã mở rộng trụ sở đặt tại Barcelona với tổng diện tích hơn 8.500 m². Được trang bị những công nghệ sản xuất tự động hiện đại bậc nhất cùng với một lượng lớn lao động lành nghề nhằm đảm bảo sự hoàn mỹ trong từng quy trình sản xuất cũng như chất lượng tối ưu của sản phẩm. Đây cũng là cách mà chúng tôi đã làm để thông qua những tiêu chuẩn quản lý chất lượng dược phẩm khắt khe của châu Âu như GMP. Trong nhóm thử nghiệm lâm sàng và theo dõi kết quả điều trị, chúng tôi luôn cộng tác với những chuyên gia ưu tú nhất để thực hiện những nghiên cứu thử nghiệm nhằm xác định được hiệu quả điều trị của từng dòng sản phẩm. Chính những nỗ lực này mà Meso Aesthetic đã trở thành nhãn hiệu toàn cầu hóa với sự hiện diện hơn 90 quốc gia và điều trị cho hơn 500.000 trường hợp mỗi năm. Đây là cách để chúng tôi trở thành nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi nắm giữ chìa khóa của tuổi thanh xuân.